cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên phạm vi cả nước. Tại Định Hóa với 8 đơn vị bầu cử, có 59 ứng cử viên để bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là danh sách trích ngang tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử, bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 1 gồm 2 xã thị trấn, đó là Kim Phượng và thị trấn Trợ Chu. Sau đây là danh sách trích ngang các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1. Bà Lương Thị Ngâm, ngày sinh 19 tháng 6 năm 1976, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, số nhà 130, tổ dân phố Trợ Chu, thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành trồng trọt, đại học văn bằng 2, chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B, nghề nghiệp, chức vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nơi công tác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đảng viên. Ông Mông Đình Tinh, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1970, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố Châu Thành, thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ, giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành thống kê kinh tế xã hội. Học vị, thạc sĩ, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư đảng ủy, nơi công tác, đảng ủy thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đảng viên. Ông Sầm Văn Bách, ngày sinh 11 tháng 1 năm 1966, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, xóm Bản Ngói, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế quản trị kinh doanh, lý luận chính trị trung cấp, nghề nghiệp chức vụ bí thư đảng ủy, nơi công tác đảng ủy xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đảng viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 1999-2004, nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Mai Thị Xỉu, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1972, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố Trung Kiên, thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ, giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học y, học vị, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành phụ sản, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ C, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bác sĩ, phó giám đốc, nơi công tác, trung tâm y tế huyện Định Hóa, đảng viên. Ông Dương Quốc Huấn, ngày sinh 17 tháng 3 năm 1953, dân tộc Kinh, tôn giáo, công giáo, quê quán, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố Hồ Sen, thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Giáo dục phổ thông 9/10. Nghề nghiệp, dịch vụ, nơi công tác, thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đảng viên. Bà Phan Thị Ngân, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1990, dân tộc Nùng, tôn giáo Không, quê quán, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi ở hiện nay, xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học sư phạm chuyên ngành mầm non, ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ A2, nghề nghiệp chức vụ, giáo viên mầm non, nơi công tác, trường mầm non Trợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Từ, ngày sinh 12 tháng 2 năm 1981, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, xóm Nam Cơ, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Giáo dục phổ thông 9/12,
nghề nghiệp chức vụ, trưởng xóm, nơi công tác, xóm Nam Cơ, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.